Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trúng số độc đắc, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, đổi đời đại gia, con cháu ba đời ăn không hết của. Hoan hỷ đón chào quý cô bác đang theo dõi chương trình Tử Vi trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, nhiều người tuổi Mậu Thân tự hỏi rằng tại sao mình chăm chỉ cố gắng như vậy mà nghèo vẫn nghèo, cơm lo từ bữa thiếu thốn đủ đường. Có người thì lăn lũi khổ cực trăm bề vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, nhưng cũng có người nhàn hạ ăn sung mặc sướng, bạn bè nể nang dân gian ca tụng. Tuy nhiên người xưa có câu trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng để cho ta dễ làm lành, trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài dũa để cho ta hiên ngang bền chí. Quả thật là như vậy, trong cuộc sống muôn màu, lúc thì ông trời cho ta những may mắn để ta làm điều mình muốn, lúc lại gửi đến khó khăn để thử thách lòng người. Mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Sau khi xem tử vi 12 con giáp, các nhà chiêm tinh tử vi học nhận thấy trong tháng 9 âm lịch năm 2024 này, tuổi Mậu Thân là con giáp may mắn trời sinh mệnh lý, đắc tài phú quý. Số này định rằng khi còn trẻ phải chịu rất nhiều khó khăn khổ cực, túng thiếu, thậm chí là những bất công chèn ép của xã hội, nhưng từ trung vận trở đi cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ hanh thông hơn rất nhiều. Đường quan lộc hanh thông, tiền bạc ùn ùn kéo đến, thêm một tuổi lại sung sức dư giả một phần. Càng già càng giàu có, đến hậu vận con giáp này sẽ có được cuộc sống đầy đủ, viên mãn sung túc, mười phân vẹn mười. Vậy, vận trình của con giáp khổ trước sướng sau, may mắn hết phần thiên hạ này diễn biến ra sao? Xin mời quý cô bác hãy cùng tìm hiểu với kênh Minh Đường Tử Vi nhé. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu về đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Nằm ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng 12 con giáp là người tuổi Thân, những con người thông minh, hiếu động, bản tính nghịch ngợm, khiến họ hay gây rắc rối, thậm chí khiến người khác tổn thương, dù mục đích ban đầu của họ tốt đẹp. Sự thông minh, khiếu hài hước là điểm đặc trưng của khỉ, nhưng thực tế, chính họ gặp rắc rối trong việc thể hiện những phẩm chất tốt của mình. Là người thông sáng, khôn ngoan, đa tài đa nghệ, ham học hỏi, nhưng mau chán cả về công việc cũng như ham muốn, nên đường đời có nhiều đổi thay. Ngoài trừ người sinh vào ban đêm của hai mùa thu đông, được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được sóng gió của biển đời. Nghịch sinh phải vất vả thăng trầm, tha phương lập nghiệp, tiền bạc không thiếu, nhưng nặng nợ về tình duyên, có người thất vọng, muốn nương thân vào tôn giáo. Tuổi Mậu Thân, thiên can mang chữ Mậu, có các sao Tham Lan, Thái Âm, Hữu Bật, Thiên Cơ và Tứ Quá, là người có óc cầu tiến, nhiều tham vọng, thích hợp với các ngành nghề có tính chất vui chơi, giải trí và giỏi về thực hành hơn lý thuyết. Mậu Thân sinh năm 1968 là người khôn ngoan, tài trí, gan dạ, nhưng lại hay nôn nóng, nên sự thành công và thất bại đều dễ xảy ra trên đường đời. Dù sao, Mậu Thân 1968 cũng là người đa tài, đa nghệ, có tinh thần cầu tiến, nên sẵn sàng vượt qua khó khăn để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nếu sớm khắc phục khuyết điểm, phát huy tính cần cù, chuyên nhất, Mậu Thân cũng sẽ có chỗ đứng tốt trong xã hội.
tuổi Mậu Thân được sinh vào ban đêm của hai mùa thu đông, sẽ hưởng nhiều phúc lộc, tránh được những thăng trầm sóng gió của biển đời. Giờ đây đang đi vào trung vận, là thời gian có thể tạo công danh, có nhiều thành tựu. Từ giai đoạn này, nếu chú tâm vào công việc, giữ lòng thủy chung trong tình cảm, sự nghiệp sẽ dễ phát triển và ngày càng phú túc. Người tuổi Mậu Thân đa phần có tuổi thơ gặp nhiều vất vả, nhưng đến trung vận thì có nhiều may mắn, đạt được thành công ở mức khá, đến hậu vận vẫn sống yên ổn, dù vẫn tồn tại một vài vấn đề cần suy nghĩ. Sự nghiệp của bản mệnh Mậu Thân vững chắc ở vào độ tuổi 40 trở đi, tiền bạc tương đối dư dả, có của ăn của để. Hôn nhân của phụ nữ tuổi này khá ổn định, đa phần gia đình hòa hợp, vợ chồng dù mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn có thể hòa giải. Nếu chọn được người có tuổi phù hợp thì đôi bên có thể giúp đỡ lẫn nhau trong chuyện làm ăn, công danh, khiến mọi việc thuận buồm xuôi gió. Và sau đây ta cùng vào phần luận giải về vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi tháng 9 năm 2024, tuổi Mậu Thân âm lịch, cục diện cát lành trong tháng mới cho thấy những cơ hội phát triển sẽ đến với con giáp này. Dù hiện tại đang theo đuổi lĩnh vực nào hay đang ở vị trí nào, bạn cũng đều có may mắn đạt được mục tiêu của mình. Tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú khỉ, bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được hội cơ thăng tiến sẽ đến, nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng được khẳng định. Thêm các tinh hữu bậc, tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Công việc tiến triển thuận lợi, nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh. Gặp đúng người, đúng thời, nên tiền tài nảy nở, nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành, vì tỷ lệ thành công khá cao. Phương diện tình cảm của Mậu Thân trong tháng 9 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc, bán hợp cục giúp nhân duyên tìm tới. Người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm đau đầu vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái. Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Mậu Thân trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê, không chăm sóc cơ thể cẩn thận, đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn, kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của con giáp, thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, căn cứ vào tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân được dự báo có nhiều bước tiến triển lớn. Một khi đã dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì ắt sẽ bội thu quả ngọt. Cục diện tam hợp cát lành xuất hiện trong tháng này, mở ra những cơ hội phát triển, thăng tiến, dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này, nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng, chủ động nhận việc chứ không hề trốn tránh, bản mệnh làm việc miệt mài, bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra. Tháng này, bạn có phần mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với thử thách để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là vận khí đang ủng hộ bạn mưu đại sự, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy, bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm điều kiện để phát huy thế mạnh. Cũng bởi có thể nhìn ra được cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được sau khi chạm tay tới cái đích trước mắt, tuổi Mậu Thân càng thêm hăng say cống hiến. Bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị, nhờ đó lại càng thêm được khẳng định. Ngoài tinh thần làm việc hăng hái thì bản mệnh cũng rất cầu tiến, ham học hỏi, nên có khả năng chuyên môn và nghiệp vụ sẽ được tăng cường. Điều này rất tốt cho chặng đường phát triển trong tương lai. Chẳng những vậy, tháng 9 âm lịch này vận quý nhân của tuổi Mậu Thân cũng khá dượng. Các tinh hữu bậc tượng trưng cho sự nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao ngày càng hài hòa. Dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao.
Kể cả khi chưa thu được kết quả đúng như mong muốn ban đầu, bạn cũng có thêm kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Lưu ý nhỏ là tháng này có hung tinh bạch hổ rình rập, mức độ ảnh hưởng nặng, nhẹ, tùy thuộc ở mỗi người, rất cần sự thận trọng, chắc chắn và một thái độ khiêm tốn để không dính vào thị phi, tiểu nhân. Về mặt tài lộc, trong tháng 9 âm lịch này, tài lộc của tuổi Mậu Thân có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, lại thêm tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch kiếm tiền diễn ra suôn sẻ, nhiều khoản thu vào. Với người làm công ăn lương, công việc tiến phát triển thuận lợi, nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Thời điểm này, thứ tài dồi dào, nhất là vào giai đoạn cuối tháng, khi bản mệnh đón không ít tin vui về thu nhập hiện có. Đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt mức, hoặc một khoản nợ được ai đó hoàn trả. Người kinh doanh buôn bán cũng có cơ hội hốt vàng, hốt bạc từ chính sự mạnh dạn và nhạy bén với thời cuộc của mình. Cái duyên làm ăn của con giáp này lại càng có cơ hội được thực hiện trong tháng 9 âm lịch này. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, bạn cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời, đúng người, nên tiền tài nảy nở là điều tất yếu. Chỉ cần biết tận dụng triệt để cho các mối quan hệ xã giao, thì việc làm đầu tư sẽ cực kỳ sáng sủa. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành, vì tỷ lệ thành công khá cao. Về mặt tình cảm, gia đạo, về tình duyên, tử vi tháng mới nhận xét, đây là khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào với tuổi Mậu Thân khi nhân duyên tìm tới. Tháng này là thời điểm lý tưởng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi, có bán hợp thúc đẩy, đào hoa khoe sắc rực rỡ, đặc biệt có lợi với người đang độc thân. Sự xuất hiện của hữu bậc cũng mang điểm báo về nhiều mối quan hệ, nhiều đối tượng khác giới, nhờ đó bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng đôi khi cái gì nhiều quá cũng không tốt, việc nhân duyên quá dượng cũng có thể khiến bản mệnh thêm đau đầu vì khó lựa chọn. Thậm chí, ngày lắm mối, tối nằm không, vì thế, tuổi Thân nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng, gia đạo an yên, vợ chồng con cái không xảy ra mâu thuẫn nào quá gay gắt, có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ, nhanh chóng được giải quyết triệt để, một số cặp vợ chồng cũng có thể đón tin vui về con cái. Về mặt sức khỏe, tháng này, nguyệt lâm đất bệnh, báo hiệu sức khỏe của Mậu Thân có dấu hiệu sa sút rõ. Một vài triệu chứng bất thường xuất hiện cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể của mình. Bạn có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, nguyên nhân chủ yếu do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê, không chăm sóc cơ thể cẩn thận, công việc bận rộn khiến bạn bị cuốn đi, ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Ngoài ra, tháng này Mậu Thân còn chịu ảnh hưởng từ hung tinh bạch hổ, cần chú ý đề phòng bị thương tật ở chân tay do té ngã hoặc va chạm xe cộ. Khi tham gia giao thông phải tỉnh táo, giữ khoảng cách an toàn, kẻo sơ suất xảy ra tai nạn dẫn tới thương tật. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dượng vận dành riêng cho người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 9 âm lịch. Tử vi tuần 1, tuổi Mậu Thân, tháng 9 âm lịch 2024. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân có những bước tiến khá đáng mừng trong thời điểm này, được thiên ấn vào chính quan chiếu mệnh. Bạn tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình và thường được lãnh đạo đánh giá rất cao, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Việc kiếm tiền càng đến khoảng thời gian cuối tuần lại càng thuận lợi hơn, nhiều các tin soi chiếu cho thấy, dù làm nghề gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi dư giả. Tuần này, bản mệnh cũng có thể cân nhắc thêm các kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn phải di chuyển khá nhiều. Vì thế, bạn không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu tốt đẹp. Vợ chồng bạn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau, nên nhiều công việc lớn được giải quyết nhanh chóng. Hai người cũng là nguồn động lực lớn lao, cổ vũ nhau cùng tiến về phía trước. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, thìn, mão, tiểu nhân, ngọ,
tuất. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. Con số phát tài: 19, 65, 02. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Thân, tháng 9 âm lịch 2024. Người tuổi Mậu Thân được trải qua một khoảng thời gian ngập tràn may mắn, các tinh nâng đỡ, khiến cho công việc nào bạn xử lý cũng hanh thông, thuận lợi bất ngờ. Bạn còn học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích để phát triển bản thân. Tình hình tài chính có những bước phát triển rực rỡ, nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Người làm kinh tế có thể nhận được khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó của mình. Nhiều người còn nhận ra con đường làm ăn kinh doanh phù hợp với khả năng của mình. Trong chuyện tình cảm, sao bách diệt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Với những người đã có đôi có cặp, bạn rất tôn trọng những suy nghĩ và cảm nhận của đối phương. Vì thế, trong những việc trọng đại, bạn luôn trao đổi, bàn bạc với đối phương trước tiên. Nhờ vợ chồng đồng lòng mà việc gì cũng được giải quyết nhanh chóng. Thời gian này, nguyệt lệnh lâm đất bệnh, báo hiệu sức khỏe của Mậu Thân có dấu hiệu sa sút khá rõ. Một vài triệu chứng bất thường xuất hiện, cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể mình. Cẩm nang dượng giận, quý nhân thìn, ý, tiểu nhân tửu, mùi. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số phát tài: 19, 45, 23. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Thân, tháng 9 âm lịch 2024. Đầu tuần, người tuổi Mậu Thân nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Con giáp này có thể được phân công phụ trách thêm những nhiệm vụ quan trọng. Nhằm khẳng định vị thế, hãy nhanh chóng nắm bắt. Bạn đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Tình hình làm ăn kinh doanh cũng tiến triển thuận lợi trong tuần này. Những kế hoạch bạn đặt ra đang có những bước phát triển như dự kiến. Bản mệnh có thể không cần quá vất vả mà vẫn nhận được tiền bạc rủng rỉnh nhờ có sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức. Có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe thì cần khám chữa ngay. Phương diện tình cảm, nhìn chung không có biến động nào quá lớn. Nếu muốn thoát cảnh độc thân, bạn nên chủ động hơn nữa trong việc làm quen với mọi người, không nên sống mãi trong thế giới riêng. Trên thực tế, tình yêu sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm tươi đẹp đấy. Cẩm nang dượng giận, quý nhân thìn, hợi, tiểu nhân dậu, tuất. Màu sắc may mắn: trắng, tím. Con số phát tài: 89, 22, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Mậu Thân, tháng 9 âm lịch 2024. Người tuổi Mậu Thân có cơ hội được thăng quan tiến chức trong tuần này. Bản mệnh vốn là người nghiêm túc trong công việc, lại không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó, nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Tình hình tài chính có khởi sắc vào giữa tuần và cuối tuần, như thế có nghĩa là bạn sẽ phải vất vả kiếm tiền nhiều hơn người khác. Con giáp này sẵn sàng làm việc, ngay cả khi mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi, vì vậy khoản tiền kiếm được dư giả cũng là hiển nhiên. Có điều, bạch hổ mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, cũng như lao động chân tay, để đề phòng những sự cố đáng tiếc. Phương diện tình cảm, có nhiều cải thiện trong khoảng thời gian cuối tuần. Bản mệnh và nửa kia đã thẳng thắn với nhau hơn, nên nhiều hiểu lầm được hóa giải. Sau khi trải qua biến cố, hai người biết trân trọng và thấu hiểu nhau hơn. Cẩm nang dượng giận, quý nhân hợi, ngọ, tiểu nhân mùi, dần. Màu sắc may mắn: đen, vàng. Con số phát tài: 55, 09, 34. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều nghiên cứu cho thấy tức giận có thể dẫn đến chết sớm. Bởi thế, nếu muốn sống thọ, nhất định phải tiết chế cơn nóng giận của chính mình. Câu chuyện cuộc sống dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều này. Trăm bệnh đều từ tước khí mà sinh ra. Vì thế, nếu muốn kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Câu chuyện cuộc sống về sự tức giận. Có một vị phu nhân
thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày, bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận, chửi mắng ầm ĩ một hồi. Cao tăng cũng không để ý tới, rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn. Cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết. Cao tăng giãy tay áo rời đi, nói giọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây. Một lát sau, cao tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ, tức giận cũng có làm được gì đâu. Cao tăng lại rời đi. Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận. Cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay, làm rơi dãi khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi. Bài học từ câu chuyện cuộc sống về sinh mệnh con người, sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào lòng đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt tử giả thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh đoạt danh lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đáng chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là thế giới này đại đa phần mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại dội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người lúc 1-2 năm cuối đời sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần rồi mới rời đi. Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị. Mà phòng thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giận đi thì sẽ sống trường thọ. Bài học cuộc sống về tức giận và tuổi thọ. Qua do tưới quá nhiều nước mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát cơn nóng giận bao nhiêu thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Người thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi thông thường được sống 20 đến 50 tuổi. Thường xuyên chịu. Thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống từ 60 đến 70 tuổi. Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận, gọi là dĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi. Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi. Vừa không tức giận người khác mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi hoặc hơn. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968.
Minh Đường Tử Di rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Di vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.